Chào bạn nhá. Đi suốt mấy hôm này, đi đường này không ai, hầu như là mọi người không ai dám cho đi nhờ đâu. Có hôm mình vẫy thử rồi nhưng mà đều bị lắc hết. Chỉ mỗi một hôm là có một anh là anh quỳ ở tận Thanh Hóa. Đấy. Thì là anh đi cho đi làm một đoạn, cho đi nhờ một đoạn này. Thì cũng rất là tình cờ là biết được cái cuộc sống của người công nhân vẫn là vất vả lắm các bạn. Anh ấy bảo anh quê ở Thanh Hóa chỉ được có ra đây làm vì vợ vì con thôi, lương được có hơn 5 triệu, nhưng mà vì con nên là anh vẫn phải khắc phục hết. Rất là xúc động đúng không? Ngày hôm nay đi thì thật sự mà nói là có một bác là cũng đứng tuổi rồi, mình quên không hỏi tên. Đấy, bác thấy mình đi này thì bác ngỏ ý cho đi nhờ, nhưng mà mình đã quyết định là mình sẽ đi bộ chinh phục cái đoạn đường của mình. Em mình cảm ơn bác và vẫy tay chào. Đấy. Đi đường thì hôm nay cũng gặp một số người ta cũng thân thiện hơn, hỏi chuyện. Mấy hôm đi lặng thinh, không ai hỏi han, không nói chuyện gì đâu. Đấy. Đấy nhá, xin chào bạn nhá. Mình tiếp tục cuộc hành trình. Hẹn gặp lại các bạn sau nhá.